bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Vô Chính gây phẫn nộ vì đem chuyện cũ của Triều Lê Dĩnh và Trần Hiệu chuyển thể thành phim. Mẹ đẻ của Diên Hy Công Lược thật là rảnh rỗi quá rồi, suốt ngày cứ đi cà khịa nghệ sĩ khác. Lần này anh ta còn chưa lớn tới mức khịa thành phim luôn rồi, thật là đầu tư. Ở hai cái nôi của làng phim giải trí châu Á là Xí Biết và Khấy Biết, hầu hết các nghệ sĩ chỉ muốn khán giả thấy được nội dung, sản phẩm của họ, nên những gì liên quan đến cuộc sống cá nhân họ đều giữ riêng cho mình rất kỹ. Thậm chí, đến trang mạng xã hội, họ cũng chỉ dùng như một công cụ để quảng bá công việc, rất hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống của mình, và Triều Lê Dĩnh cũng là một trong số đó. Nhiều lúc người nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết trong giới giải trí chỉ có người trong ngành mới biết, có thể bị lộ tẩy và nhiều người biết đến chỉ có thể do cánh săn tin đưa bài về họ. Tuy nhiên, với một số người cũng gọi là người trong showbiz, nhưng không giữ vai trò diễn viên thì lại khác. Trình độ cà khịa của họ luôn nằm trong vùng phụ sóng, lúc nào cũng mang đến một cảm giác rất tồn tại. Mà điển hình nhất chính là hai biên kịch vàng trong làng cà khịa, Vu Chính và Uông Hải Lâm. Nếu như Uông Hải Lâm có sở thích ai nội sẽ mắng người đó, thì Vu Chính lại là người thích úp mở đời tư của người ta. Mới đây nhất vào ngày hôm qua, Vu Chính đã đăng tải một bài viết trên Weibo, nói rằng sắp đến sẽ quay phim tình yêu được chuyển thể từ người thật, việc thật. Nội dung bài viết của Vu Chính như sau, đang viết một kịch bản tình yêu, nội dung của nó sẽ lấy câu chuyện có thật. Trong đó có một cái người ta gọi là duyên, nhân vật nam nữ chính vừa đóng phim đã kết duyên, sau đó lại cùng đóng nam nữ chính nên phát sinh tình cảm. Cô gái rất yêu anh chàng nhưng anh cảm thấy bản thân không thở nổi vì sự ràng buộc. Bạn gái ngày càng nổi tiếng, anh lại muốn chứng minh bản thân mình nhưng chị dậm chân tại chỗ. Rồi sau đó không một lời cáo biệt gì mà nói lời chia tay. Nhiều năm sau đó, người nam đó kết hôn, người nữ đó cũng có gia đình nhỏ của mình. Một ngày nọ, người nam say rượu đã nói với bạn tốt rằng trong lòng anh ấy yêu cô gái đó, nhưng lúc còn trẻ tuổi nên nông nổi. Kết thúc câu chuyện, Vu Chính còn đề cử Trương Nam và hy vọng cô sẽ đảm nhận vai diễn này vì ông cảm thấy Trương Nam giống với người nữ đó. Tuy nhiên sau đó không lâu Vu Chính đã xóa bài viết, chính vì hành động này mà dân mạng càng tò mò hơn. Triều Lê Dĩnh và Trần Hiệu từng cùng đóng phim Lục Trinh Truyền Kỳ do Vu Chính làm biên kịch. Lúc đó đã nổi lên không ít tin đồn hai người họ đang yêu nhau. Sau đó hai người họ còn chụp bộ ảnh thân mật làm mọi người thảo luận không ngừng. Hơn nữa, câu chuyện này có vài tình tiết giống với tình trạng hiện tại của Trần Hiệu và Triều Lê Dĩnh, nên mọi người ai nấy đều nghĩ đến hai người họ. Theo dân mạng xứ Trung, hành động này của Vu Chính rõ ràng chính là đang kè phem Triều Lê Dĩnh. Vì cô nàng vừa quay trở lại showbiz sau thời gian sinh con nhưng nhân khí vẫn không ngừng tăng cao. Có thể nói so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của cô vào 2 năm về trước thì vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện nay Triều Lê Dĩnh đã có con, cuộc sống viên mãn nhưng Vu Chính lại chọn vào thời điểm này để đăng Weibo, khó tránh mọi người liên tưởng phải chăng Vu Chính đang cố tình sao tác, dùng tên tuổi của người khác để tạo ra chủ đề lăng xê bản thân mình. Một số cư dân mạng để lại bình luận như sau, có phải phim mới của nhà đầu chết tiệt Vu Chính sắp lên sóng rồi không? Vu Chính đúng là ăn no rồi rượng mỡ, toàn làm những chuyện thất đức. Vu Chính đang thiếu nhiệt sao, có câu nào là thật? Nói thiệt là tôi thích cốt truyện này lắm. Ủng hộ thím Vu làm phim, ai nói gì thì cứ mặc kệ. Nhất quyết phải làm phim đầy nhé Vu Chính, để tôi hiểu rõ xem nội tình năm xưa rốt cuộc là gì. Cầu xin Vu Chính buông tha Triều Lê Dĩnh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.